Xin chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau chữa bài tập phần bổ trợ. Bài tập xếp dấu sao nhé. Đầu tiên này, câu số 1. Kare wa jidō yoku hontō ni subarashi gakusei da. Bakari ka seiseki ga hitogara mo wa yoi. Thì ở đây các bạn thấy có ngữ pháp bakari ka đúng không nhỉ? Bakari ka thì nó giống như là dake de naku. Bakari de naku nó mang nghĩa là không chỉ mà còn. Đằng trước nó là thể gì nhỉ? Đằng trước nó là thể thường đúng không? Thì ở đây chúng ta thấy chỉ có mỗi cái từ yoi này là thể thường, như vậy chúng ta chắc chắn sẽ phải xếp là gì nhỉ? Yoi chuyển, chúng ta sẽ xếp được gì đây? Yoi nhá cộng với bakari ka. À vậy thì hai cái này có seiseki ga và hitogara mo, thì chúng ta có cả hai từ gì nhỉ? Seiseki lẫn hitogara. Hitogara này có nghĩa là cái tính cách, cái nhân cách ấy. Seiseki là thành tích, đều đi được với từ yoi này, đúng không nhỉ? Thế nhưng mà các bạn lưu ý rằng ở đây là trợ từ ga và đây là trợ từ mo. Thì với ngữ pháp bakari ka thông thường nó là gì đây nhỉ? Nó thường là nó mang nghĩa là a nhá. Bakari ka. Xong là b, đi sẽ đi với trợ từ gì nhỉ? B sẽ đi với trợ từ mo, có nghĩa là không chỉ a mà b cũng thế. Như vậy chắc chắn là đây chúng ta sẽ phải cho seiseki ga ở trước, đúng không? Như vậy chúng ta sẽ điền được là seiseki ga ở đây. Vậy thì còn lại từ gì nhỉ? Hitogara mo sẽ ở đằng sau. Đó, như vậy đây sẽ là thứ tự câu của chúng ta. Kare wa seiseki ga yoi bakari ka hitogara mo yoku hontō ni subarashi gakusei da, có nghĩa là anh ấy đúng nhỉ, không chỉ là có thành tích rất là tốt mà ngay cả nhân cách cũng tốt nữa, thực sự là một học sinh rất là tuyệt vời. Như vậy vị trí dấu sao ở bakari ka chúng ta sẽ khoanh đáp án số 1. Tiếp theo câu số 2 này. Kyō wa jidō toranai de shigoto o shita you ni sumu zangyō sezu ni wa hiru yasumi mo. Hôm nay tôi đã làm việc. Toranai de là mà tôi không gì đó đúng không nhỉ? Tôi không lấy cái gì đó. Yō ni sumu zangyō sezu ni và hiru yasumi mo, thì chắc chắn chúng ta sẽ có cái gì nhỉ? Toranai de ở đây ấy, đằng trước nó phải là gì đây? Đằng trước nó phải là trợ từ gì nhỉ? Trợ từ o hoặc là trợ từ mo đúng không? Có nghĩa là xin nghỉ. Vậy thì ở đây chúng ta sẽ điền trước cái toranai de đây sẽ là hiru yasumi đúng không nhỉ? Đấy. Có nghĩa là làm việc mà không nghỉ trưa. Vậy thì đây là zangyō sezu ni, có nghĩa là không gì nhỉ? Không phải tăng ca đúng không? Vậy câu này có nghĩa là hôm nay ấy, tôi đã làm việc mà không nghỉ trưa để cho tôi không cần phải tăng ca. Vậy thì chắc chắn những cái từ còn lại chúng ta phải xếp như thế nào để mang nghĩa đấy đây? Đó là zangyō sezu ni đúng nhỉ? Sezu ni Zuni chính là nai de nhá. Đằng sau là gì nhỉ? Đằng sau là sumu đúng không? Và yoni. Như vậy đây sẽ là thứ tự đúng của chúng ta cho câu này. Kyō wa zangyō sezu ni sumu yoni hiru yasumi mo, xin lỗi cái này bị thiếu mất trợ từ mo. Toranai de shigoto o shita. Đấy. Ngày hôm nay này tôi làm việc mà đến cả nghỉ trưa tôi cũng không nghỉ đúng không? Để cho nhá, nhiều như đây mà nghĩa là để cho tôi không cần thiết phải gì nhỉ? Phải làm thêm. Cái cụm zuni sumu có nghĩa là kết thúc cái việc gì đó đúng không nhỉ? Đấy, hoàn tất cái việc gì đó mà không cần phải tiến hành cái điều gì đó. Vậy thì đây là tôi làm xong mọi thứ, xong xuôi mọi thứ mà không cần thiết phải gì đấy, phải làm thêm. Đấy, như vậy đúng của chúng ta sẽ là đáp án 1. Tiếp theo câu số 3. 環境問題への取り組み gì đó センジで述べなさいに関して経験を踏まえてはあなたの。Chúng ta có này, anata no chắc chắn đằng sau phải là danh từ đúng không? Đấy. Vậy thì danh từ đây sẽ có từ keiken và từ gì nhỉ? Từ senji có nghĩa là 1000 chữ, nhưng không ai nói là 1000 chữ bằng 1000 chữ của bạn đúng không? Thì vậy thì phải là bằng kinh nghiệm của bạn.
Đấy, bằng trải nghiệm của bạn nhé. Vậy sẽ là chúng ta xếp được anata no, đằng sau sẽ là keken, đúng nhỉ? Ở đây có một ngữ pháp, đấy là ngữ pháp naninani wo fumaete. Thực ra gọi là ngữ pháp cũng được mà gọi là từ vựng cũng được, bởi vì cái từ fumaete này nó nghĩa là gì nhỉ? Dựa trên, nếu mà gọi là học sâu thì sau này sẽ học ở những ở ngữ pháp N1, thế nhưng mà từ vựng thì nó cũng nghĩa là dựa trên. Vậy thì ở đây sẽ phải là dựa trên kinh nghiệm của bạn đúng không? Chúng ta sẽ phải cho gì nhỉ? Chúng ta phải cho từ ô đây và fumaete ở đây. Đấy. Như vậy là còn nikanste chúng ta sẽ đặt đâu? Nikanste đằng sau danh từ đúng không nhỉ? Vậy thì chắc chắn nó phải đằng sau cái từ torikumi này. Như vậy chúng ta sẽ đặt nikanste ở đây nhá. Vậy câu này của chúng ta như sau. Kankyo mondai e no torikumi nikanste anata no keiken wo fumaete senji de nobenasai. Có nghĩa là liên quan đến cái gì nhỉ? Những cái nỗ lực tới vấn đề môi trường ấy, thì hãy thuật lại, hãy bày tỏ, hãy nói ra ý kiến, đúng không nhỉ? Trong 1.000 chữ viết, hãy viết là gì nhỉ? Hãy viết một cái bài gì đó trong 1.000 chữ dựa trên những trải nghiệm của bạn. Như vậy chúng ta sẽ chọn đáp án là đáp án số 2, Kekeo. Tiếp theo câu số 4, itan shigoto gì đó, sekini wo motte yarinasai. Saigo mare ijo wa tsurakute mo hiki uketa. Thì đây ở đây chúng ta sẽ có hai cái chắc chắn là phải đi với nhau, đấy là gì nhỉ? Đấy là bốn ở trước hai, đấy là ngữ pháp ta cộng với ijo wa, có nghĩa là một khi thì phải, đúng nhỉ? Vậy đây sẽ là hiki uketa ijo wa. Đấy. Và hai cái này cũng phải xếp sau cái gì nhỉ? Shigoto luôn, bởi vì là shigoto hiki ukeru có nghĩa là nhận việc, đúng nhỉ? Đấy, đảm nhận công việc nhá. Vậy thì còn hai từ là saigo made và tsurakutemo thì chắc chắn là chúng ta sẽ phải cho cái gì trước đấy? Chúng ta phải cho gì nhỉ? À, chúng ta phải cho tsurakutemo trước. Và saigo made sau. Đấy, thứ tự đúng cho anh như sau. Itan shigoto hiki uketa ijo wa tsurakutemo saigo made sekini wo motte yarinasai. Có nghĩa là một khi mà đã nhận việc ấy thì hãy làm, đúng nhỉ? Hãy làm nó cho dù nó có vất vả khổ cực đến đâu thì cũng hãy mang trách nhiệm đến cùng để làm nó, để hoàn thành nó nhé. Như vậy vị trí dấu sao ở gì nhỉ? Tsurakutemo đúng không? Chúng ta sẽ chọn đáp án số 3. Cái này không phải đọc là karai đâu bạn nhé. Karai là vị cay, còn đây là tsurai là đau đớn, khó khăn. Câu số 5. Sasuga jitsuryoku ha. Engi ni wa kankyaku wo hikitsukeru nanika ga aru. À, đây là Hayu to iwareru kare no và dake atte. Ở đây chúng ta thấy có sasuga đúng nhỉ, là quả đội quả quả là, vậy thì chắc chắn nó sẽ đi với ngữ pháp là gọi là dake atte đúng nhỉ? Chúng ta cùng xem này. Jitsuryoku ha là cái, đây là chữ thực và chữ lực, đây là chữ phá, bình thường nó nghĩa là phái, cái phe, đây kiểu là cái người có thực lực ấy. Đây là gì nhỉ? Có một cái gì đó mà gì đấy mà hấp dẫn những cái gì đấy nhỉ? Những cái quan khách, những cái khán giả vào màn trình diễn. À vậy thì chúng ta có kare no thì chắc chắn không thể là kare no hay như được, không thể là diễn viên nam của anh ấy được, mà phải là gì đây? Phải là diễn xuất của anh ấy đúng không? Vậy thì chúng ta sẽ có trước cái engi sẽ là kare no đúng nhỉ? Chúng ta xếp được vào đây nhá. Vậy thì chúng ta còn gì nhỉ? Chúng ta còn những cái thằng này. Vậy xếp như thế nào đây? À, dake-atte là quả lạ, quả đúng là có khác. Vậy thì câu này ý của người ta câu tiếng Việt là gì nhỉ? Quả đúng là diễn viên nam được nói là có thực lực có khác đúng không? Vậy thì chúng ta dịch nghĩa như thế chúng ta sẽ xếp được là đây sẽ là gì nhỉ? Đây sẽ là to iwa deru. Đấy, đây là hayu. Và đây là gì nhỉ? Dake-atte. Thứ tự đúng của chúng ta như sau nhá. Sasuga jitsuryoku ha to iwareru hayu dake-atte. Kare no engi ni wa kankyaku wo hikitsukeru nanika ga aru. Có nghĩa là quả đúng là nam diễn viên được người ta nói là có thực lực có khác.
có cái gì đó cuốn hút khán giả vào trong màn trình diễn của anh ấy, đúng không? Vậy thì vị trí dấu sao ở chúng ta sẽ là số mấy nhỉ? Dake Ate, đáp án số 4. Tiếp theo câu số 6. Internet to bên đi đằng cô khả năng mono. À, câu này lại điền mất rồi. Nào chúng ta cùng xem nhé. Internet to bên đi đằng cô khả năng mono kata ho ga yoi. Ue de jibun de yahari tashikameta. Đây chắc chắn chúng ta có ngữ pháp là ta ue de, có nghĩa là làm gì sau khi gì. Vậy câu này người ta bảo là nên xác nhận rồi hãy mua. Vậy thì chắc chắn là chúng ta sẽ phải xếp thứ tự là câu này là câu một tương đối dễ đúng không nhỉ? Yahari jibun de tashikameta ue de. Đó, thứ tự đúng của chúng ta như này nhá. Internet thì tiện lợi đấy, nhưng mà những cái thứ đắt tiền ấy thì sao nhỉ? Thì mình nên thì đương nhiên là thì quả nhiên là mình nên tự mình kiểm chứng, tự mình xác nhận rồi mình hãy mua. Như vậy vị trí dấu sao ở Tascameta đáp án số mấy nhỉ? Đáp án số 4. Tiếp theo câu số 7. Doryoku sureba erareru mono desu. Nếu nỗ lực này là thứ có thể nhận được. Doryoku kekaga ni ojita và sono thì có thể nhận được cái gì đó, thì chắc chắn là đằng trước nó phải là trợ từ gì nhỉ? Trợ từ ga, bởi vì đây là thẻ khả năng đúng không? Vậy thì nó phải là hai kekaga. Tiếp theo các bạn có ni ojita, đây sẽ là ngữ pháp N1. Đúng nhỉ? Ni ojita N2. Có nghĩa là gì nhỉ? Cái N2 ứng với cái N1 đúng không? Vậy ở đây chúng ta có nỗ lực và kết quả, vậy thì phải là kết quả ứng với nỗ lực chứ không thể là nỗ lực ứng với kết quả được đúng không? Đấy. Vậy thì chúng ta sẽ có chắc chắn là gì nhỉ? Nó sẽ có dạng thức là gì đây? Là đồ điều cử. Đúng nhỉ? Xong cộng với gì? Ni ojita. Xong cộng với cái này ghép luôn với nhau nhé. Cộng với kịch cờ. Thế nhưng vấn đề ở đây ấy, là chúng ta lại còn cái từ sono. Vậy thì sono sẽ cho vào đô điếc cự hay là đi với kịch cờ? Sono là diễn tả một cái mà đã được đưa ra từ trước đúng không? Thì ở đây người ta đã đưa ra cái gì nhỉ? Đưa ra cái nỗ lực ở đằng trước rồi. Do vậy lặp lại một lần nữa thì sono phải cho vào trước từ kịch cờ. Như vậy thứ tự đúng của chúng ta sẽ là gì nhỉ? Đây, chúng ta sẽ có sono cho vào đây nhá. Đúng nhỉ? Gõ Enter nó bị ra mất cái này. Ok. Doryoku sureba sono doryoku ni ojita kekka ga erareru mono desu. Có nghĩa là gì đây nhỉ? Quả đúng là đúng nhỉ? Mono desu đây nó mang nghĩa là nó thể hiện cái chân lý. À, đúng là gì nhỉ? Nếu chúng ta nỗ lực ấy thì chúng ta gì đây? Chúng ta có thể nhận được cái thành quả ứng với lại cái nỗ lực đó. Như vậy vị trí dấu sao ở mấy nhỉ? Ở số 3. Ni ojita. Tiếp theo câu số 8. Itsumo dori no chikara ga misu o shita no ga kuyamareru si ai datta dasereba kateru dake ni. À, chúng ta có này. Ở đây là có chikara ga thì chắc chắn phải là chikara ga gì nhỉ? Bình thường chúng ta có là dốc sức đúng không? Lấy sức ra sẽ là chikara das đúng không? Vậy thì đây người ta chia dạng khả năng và dạng gì nhỉ? Dạng điều kiện. Nếu có thể vậy thì đây chúng ta sẽ cho hai ở đây nhá. Dasereba. Tiếp theo các bạn có dake ni là đi đi với gì các bạn? Dake ni là đi với futsuke thể thường ở đằng trước. Ở đây có hai thể thường đấy là kateru và shi data đúng không? Đấy. Vậy thì chúng ta sẽ lại phải gì đây? Chúng ta sẽ lại phải xem là như thế nào cho hợp lý đúng nhỉ? Thì ở đây chúng ta có si kateru, giả sử các bạn ghép kateru với lại dake ni đúng không nhỉ? Nó nghĩa là chính vì có thể thắng. Vậy thì cái từ shi data chúng ta sẽ không thể ghép ở đâu được khác đúng không? Nó sẽ vô duyên. Do vậy chắc chắn chúng ta sẽ phải ghép gì nhỉ? Chúng ta sẽ phải ghép shi data cộng với
đa kê nhị. Và đằng trước đây sẽ là từ gì nhỉ? Từ kateru. Đấy, như vậy là từ kateru này nó sẽ bổ sung ý nghĩa cho cái từ shiadata. Vậy câu của chúng ta như sau. Itsumo dori no chikara ga dasereba kateru shiadata dake ni misu o shita no ga kuyamareru. Có nghĩa là chính vì là đây là cái trận đấu mà nếu chúng tôi gì đấy, nếu chúng tôi dốc được cái sức, nếu có thể dốc sức lực ra như mọi khi ấy thì chúng tôi có thể thắng được. Đấy, chính vì là trận đấu như thế nhá mà tôi đang rất là hối hận, hối tiếc vì cái gì nhỉ? Vì những cái sai lầm mà tôi đã gây ra. Đấy. Người ta rất là tiếc bởi vì sao? Bởi vì đây là trận đấu mà nếu mà mình dốc sức ra được như mọi khi thì mình thắng rồi. Như vậy vị trí dấu sao ở CI đặt tờ đáp án đúng là Ichi. Câu số 9. Sono poster o kaku shigoto. Bijutsu o benkyou. Bijutsu no benkyou gì đó itadakemasen ka? Cái việc vẽ poster đấy ấy, thì học mỹ thuật sasete shiteiru yatte và ototo ni thì chúng ta có chắc chắn là benkyou thì đằng sau phải là trợ từ gì, phải là gì nhỉ, phải là shiteiru đúng không, chúng ta sẽ có hoặc không nhá. Các bạn sẽ phân tích này, itadakemasen ka sẽ đi với thể t đúng không nhỉ, thể t ở đây có hai thể t đấy là sasete và yatte đúng chưa. Thế nhưng mà chúng ta thấy đây là ô tô tổ nhĩ đúng không? Đấy. Ô tô tổ nhĩ là em trai. Đây lại có dạng sai khiến, vậy câu này chắc chắn là cho em trai làm. Vậy thì ngữ pháp cho người dưới làm gì sẽ là v gì nhỉ? VT đúng không? VT yarimasu. Đấy. Vậy thì ở đây chúng ta sẽ có chắc chắn ở đây sẽ phải ghép gì nhỉ? Thể sai khiến đúng không? Sasete cộng với yatte. Như vậy đây sẽ là sasete này. Đây là yatte. Vậy thì còn ô tô tổ nhị và shiteiru sẽ chúng ta ghép như nào đây nhỉ? Chúng ta sẽ ghép shiteiru ở đây. Và ô tô tổ nhị ở đây. Vậy đây là thứ đúng của câu nhá. Sono poster kaku shigoto bijutsu no benkyou o shiteiru ototo ni sasete yatte itadakemasen ka? Có nghĩa là cái việc vẽ poster đấy ấy, thì sao nhỉ? Thì để cho gì đấy? Thì để cho thằng em tôi đúng không nhỉ? Nó đang học mỹ thuật nó làm được không? Như vậy vị trí dấu sao ở sasete đáp án đúng là Ichi. Câu 10, câu cuối cùng của chúng ta này. Sobo wa ima de koso pasukon o jouzu ni riyou shiteiru ga 3 年前までは触ったことありさまだった。電源の入れ方わからない。さえなくからして。Chúng ta sẽ có karashite đi với lại gì nhỉ? Đi với lại danh từ đằng trước, có nghĩa là ngay từ cái đó đã không thể làm được đúng không? Vậy thì đây có hai danh từ các bạn thấy là sawatakoto và đây là dengeno irekata. Vậy thì cái thằng karashite có thể đi hai sau danh từ này. Thế nhưng mà đây chúng ta có cái sai na cự đúng nhỉ? Sai là ngay cả đến cả nhá. Vậy thì chúng ta thấy nó sẽ cho vào đây là hợp lý nhất, đúng nhỉ? Sai na cự. Có nghĩa là gì nhỉ? Câu này nhá, bà tôi ấy thì lúc này đúng nhỉ? Bây giờ đây này thì bà tôi dùng máy tính rất là giỏi. Thế nhưng mà 3 năm trước ấy, đấy, 3 năm trước về trước ấy thì đến cả cái việc sawatta koto, đến cả cái việc mà sờ vào máy tính bà tôi cũng chưa từng đúng không? Cho nên là sao nhỉ? Cho nên là ngay từ cái cách gì đấy, ngay từ cái cách bật nguồn bà cũng không biết. Đấy, như vậy thì chúng ta sẽ có đây sẽ là Dengen no irekata. Và sau đây là gì nhỉ? Chắc chắn sẽ phải là wakaranai đúng không? Akarashite chứ, bởi vì đằng sau nó là danh từ, đằng sau nó là ngữ pháp karashite wakaranai. Đó, thứ tự đúng của chúng ta như này nhá.
Cái từ arisama ấy nó có nghĩa là cái trạng thái như thế. Nó có kanji arisama. Đây. Nó bằng với lại gì nhỉ? Yotai. Hoặc là yos. Có nghĩa là trong tình trạng như vậy, đúng nhỉ? Bà tôi hiện tại ấy, thì bây giờ dùng máy tính rất là giỏi, thế nhưng mà 3 năm trước ngay cả cái việc sờ vào máy tính, chạm vào máy tính bà tôi cũng chưa từng, cho nên là bà tôi ở trong cái tình trạng là ngay cả cái cách bật nguồn máy tính cũng không biết. Như vậy vị trí số sao ở Karashite chúng ta sẽ chọn đáp án đúng là vô không bằng. Đó, đó là cái bài tập, phần chữa bài tập, bài bổ trợ ngữ pháp. Thì các bạn cố gắng là xem kỹ nhá, để xem là đáp án các bạn làm đã đúng chưa, và gì nhỉ, xem cái cách lập luận đấy, để xem cái phần nào khó thì các bạn sẽ xem cái cách để có thể làm được những cái bài dấu sao một cách trọn vẹn, lấy tối đa 5 điểm ở phần này. Thì chúng ta sẽ gặp lại sau trong những video chữa bài dấu sao tiếp theo. Hẹn gặp lại các bạn.